Thầy cho con cái exercise này đây, cái exercise này làm cho nếu mà thầy muốn muốn đi coi muốn đi nghe nhạc á, thì người ta nói là cái giá mình đi vô nghe nhạc á là $3 cho người lớn. Ok, người lớn kêu là adults. Ok, là $3 cho người lớn. Thì thầy nói là $2 cho mấy con nít. Ok, con phải phát hiện ra cái formula nào á mà đều cho thầy biết cái giá tiền tất cả hết. Ok, thì mình nói total á. Nhớ nhớ total là cộng lại hết, tất cả hết kêu là total. Ok, thầy muốn con phát hiện ra cái formula nào cho thầy biết á. Nếu mà thầy cho thì mình nói A đi, A for adults. A thì ký thầy cho C, C là children. Thì thầy đưa A là số lượng của mấy người lớn, C số lượng của mấy nít, cũng như là thầy có thể nói là bốn bốn người lớn đi với lại bảy con nít, là tính con phải tính nha cái formula là tính ra cái formula nào cho thầy tính ra cái total. Ok, là con phải phát hiện ra cái formula cho thầy. Ok, thầy muốn muốn cái giá tất cả hết là gì, thầy đưa A với lại C. Ok, con phải tính ra làm sao cho thầy đi, cố gắng suy nghĩ vòng vòng đi. Ok, bấm ngừng. Alright, adults là $3. Thì mình biết á, nếu mà một một người đi á là thầy sẽ cần $3. Nếu mà hai người lớn đi á là thầy phải cần $6. Nếu mà ba người lớn đi á thầy phải cần $9. Ok ha, một con nít xin lỗi, là ba thầy không, nếu mà bốn bốn người lớn đi á là thầy cần $12. Thì con thấy không, là cái sâu trừ đó là thầy nhớ ba cái đô la thầy nhân cho cái người lớn. Là cũng như là cái này là một nè, một người lớn nè, nó nhảy qua đây là một nhân cho ba. Bây giờ hai người lớn là hai nhân cho ba là sáu. Nếu mà ba người lớn nhân cho ba là chín. Bốn người lớn nhân cho ba là 12, là 12. Thì thấy không, là cái này á, cái này á là chỉ cho mình cái giá của người lớn. Bây giờ con nít, nếu mà một con nít đi á là nó sẽ là $7, hai con nít đi á là nó sẽ $14, ba con nít đi á là $21, bốn con nít đi á là $28. Là thấy không, thấy nó nhân cho bảy không, nhân cho bảy là hai nhân cho bảy 14, này nhân cho bảy là 21, bốn nhân cho bảy, thấy không, là thầy cộng 7 lần cái C. Thì mấy mấy cái này là C nè, một con nít nè, hai con nít nè. Nếu nếu mà thầy muốn biết bốn con nít đi là gì, bốn con nít là nhân cho 7 là bốn con nít nè, nhân cho 7 là cái giá tiền này là của con nít, cái này là của người lớn. Thì cái formula của mình á là 3A cộng 7C. Thì nếu mà người ta nói á, mình có 321 người lớn, thì cái mấy nít đó là 1.233 con nít, thì cái giá tiền hết đó là bao nhiêu. Thì mình dùng cái formula này nè, T equals 3A cộng 7C. Ok, thì mình bỏ cái 3 này, cái mình bỏ cái e cái e vô đây này, cái mình cộng 7 7 cái giá cái con nít. Ok, người lớn, cái này là số lượng của người lớn đi nha, là 321 người lớn đi. Thì mình lấy cái này
Rồi cái mấy con nít đi 1233 233 xin lỗi. 233. Thì bây giờ 3 nhân cho cái này là cái gì? Thì 321 nhân cho 3. Cái này 3 nhân cho 1 là 3, 3 nhân cho 2 là 6, 3 nhân cho 3 là 9. Thì cái phần này á là 9 6 3. Thì cái bây giờ mình tính ra cái này 7 nhân cho cái số đó là cái gì? 1 2 3 3 nhân cho 7 là cái này là 21, mình diễn 2 21 nữa, 21 22 23 là 23, mình diễn 2 7 nhân cho 2 là 14. 14 thầy nhân này nè. 7 nhân cho 14 rồi cái mình cộng cho 2 nữa là 16. Thì chiếc số 6 đem qua số 1, 7 nhân cho 1 là 7, là cộng 1 hồi nãy là 8. Ok. Là 8 6 số này số gì ta? Số 3 1. Ok. Thì mình cộng hai cái này lại. Mình cộng hai cái này lại là giống, xin lỗi. 8 6 3 1 cộng 9 6 3 là 4 9 5 5 9 là cái này là 9 5 9 4 là thi là cái này nè. Là nếu mà thầy nó thầy nếu mà người ta nói là 321 người lớn đi, 1000 cái gì, 1233 con nít đi, là cái giá tiền mình lấy mình phải cần là cái này nè, là cái số này đô la. Ok, xong.